Thưa quý vị, năm 2017, người dân các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải hứng chịu nhiều trận lũ lớn, cướp đi sinh mạng và nhà cửa của nhiều người. Và mỗi khi có lũ thì người ta lại thấu hiểu sự trả giá của việc phá rừng phòng hộ. Thêm một câu chuyện cụ thể mà chúng tôi muốn nói tới cùng với quý vị ngày hôm nay là tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Thưa quý vị, ở đây được coi là kho bảo tồn các nguồn gen động thực vật quý hiếm, không chỉ là tài sản quý của quốc gia, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Vườn Quốc gia Tam Đảo còn là rừng phòng hộ đầu nguồn và là nguồn cung cấp nước sạch cho hàng ngàn hộ dân. Thế nhưng, khi các phóng viên của chúng tôi vào vai khách du lịch vào cuối tháng 12 năm 2017 vừa qua, thì đập ngay vào mắt là những dấu vết rất rõ ràng của sự tàn phá. Cách lối đi lại chừng 300m đường rừng, cây gỗ này vừa bị đốn hạ. Thân thì vẫn còn đang chảy nhựa. Bằng chứng vẫn còn nằm ngay dưới gốc cây với vô số đoạn gỗ nhỏ đã được xẻ dài bằng nhau. Còn đây là một địa điểm khác, nằm ngay sau lưng chân đền cô bé. Dù là gỗ quý được xếp vào nhóm 2 bị cấm khai thác dưới mọi hình thức, nhưng chỉ trong bán kính 200m có hàng loạt cây sến bị chặt hạ không thương tiếc. Và còn đây nữa, một công trình ngay giữa rừng, thân gỗ bị xẻ thành từng tấm được tập kết sau một tảng đá lớn chưa kịp chuyển đi. Và đó là tình trạng ở vùng lõi rừng. Còn trong Vườn Quốc gia Tam Đảo còn có rừng lim đại đình, một loại gỗ quý thuộc diện cần bảo vệ và bảo tồn nghiêm ngặt. Rừng lim này gần với khu dân cư, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ chống sói mòn và lũ quét. Và sau đây là những hình ảnh về hiện trạng của khu rừng này. Đây là những gì còn sót lại tại hiện trường vụ tàn phá lim rừng ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Chỉ còn trơ lại gốc với đường kính lớn như thế này. Mùn gỗ trộn lẫn dầu máy cưa bốc lên hang nồng. Do lượng gỗ rất lớn nên chúng chỉ lấy đi phần thân, còn những cành to như thế này cũng bỏ lại hiện trường. Tiến sâu vào rừng, chúng tôi phát hiện vô số gốc lim đã bị đốt cháy đen. Việc đốt gốc như thế này thực chất là cách để che giấu, xóa bỏ dấu vết. Không chỉ bị chặt hạ, nhiều cây còn bị chết khô, trơ trụi. Tuy nhiên theo tiết lộ của một chủ rừng gỗ, thực chất đây là thủ đoạn để khai thác chặt hạ những cây lim rừng. Bởi nếu không bị hạ sát thì lim cổ thụ rất khó có thể bị chết, vì vốn dĩ loại cây gỗ quý này có sức sống rất mạnh mẽ. Nên mình phải tìm những cây nào khô thì bắt đầu là mình mới cắt thôi. Người ta bắt được, nhà nước có bắt được thì tội nó nhẹ. Lời nói của chủ rừng gỗ không phải là không có cơ sở. Bởi một đặc điểm chung trên tất cả thân cây đã chết khô mà chúng tôi phát hiện là đều có vết dao chặt xung quanh thân. Thậm chí nhiều cây còn bị đốt gốc. Gỗ lim sau khi bị cưa hạ được người dân xẻ thành từng tấm, cất giấu trong nhà. Còn chủ buôn gỗ thì ngang nhiên đưa cả khúc lớn về xưởng chế biến như thế này. Chắc chắn đến lúc này thì băn khoăn lớn nhất trong suy nghĩ của nhiều người sẽ là lực lượng chức năng ở đâu mà để tình trạng xẻ thịt rừng diễn ra ngang nhiên tại nhiều khu vực như thế này. Dĩ nhiên là các phóng viên của chúng tôi đã đặt ra ngay câu hỏi này với các cán bộ kiểm lâm. Nhưng câu trả lời nhận được là vẫn đang giữ rừng tốt. Tuy nhiên khi Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chính quyền địa phương là các đơn vị quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo nắm được những hình ảnh tại hiện trường của nhóm phóng viên chúng tôi gửi về thì việc kiểm tra đã được tổ chức và nhiều sai phạm cũng đã được thừa nhận. Thời điểm phóng viên cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra tình trạng phá rừng thì toàn bộ số gỗ cưa xẻ sẵn đã được chuyển đi nơi khác. Đống mùn cưa cùng xác gỗ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dấu vết duy nhất chứng tỏ cây rừng đã bị chặt hạ chỉ còn lại những gốc cây như thế này. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Tam Đảo vẫn thừa nhận có tình trạng phá rừng trái phép trong vùng lõi vườn quốc gia như VTV24 phản ánh. Sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi cũng đã giao cho cơ quan công an, cơ quan kiểm lâm tập trung điều tra làm rõ và phải xác định cho được đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi cương quyết sẽ xử lý và dứt khoát không để cái đối tượng này còn có điều kiện mà vào tiếp tục phá rừng. Theo xếp hạng, Vườn Quốc gia Tam Đảo hiện nay là một trong 6 vườn quốc gia đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Khu rừng này thuộc diện phải quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Lãnh đạo Vườn Quốc gia Tam Đảo, đơn vị chủ rừng, chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo vệ rừng ở đây, thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót trong thời gian qua. Chúng tôi thấy đây là một cái phần trách nhiệm trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng của chúng tôi. Mà trong cái thời gian vừa qua cũng còn những cái thiếu sót, chưa đáp ứng được với cái yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý bảo vệ rừng. Lãnh đạo Vườn Quốc gia Tam Đảo khẳng định sẽ xem xét xử lý nghiêm những cán bộ liên quan được giao trách nhiệm bảo vệ rừng nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Câu hỏi đặt ra là ai là người phải chịu trách nhiệm cho những khu rừng bị tàn phá, cho những hệ lụy của thiên tai xảy đến khi mà không còn rừng? Dĩ nhiên đa số đều sẽ chỉ ra ngay là lâm tặc và cả những lực lượng chức năng không hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng.
Nhưng còn một đối tượng khác, đó chính là những người tiêu dùng có thú chơi gỗ quý. Bởi có cầu thì mới có cung. Và để tạm khép lại câu chuyện về nạn phá rừng tại vườn quốc gia Tam Đảo, sẽ là câu chuyện về những chùm buôn gỗ trái phép khai thác từ khu rừng này để cung cấp cho những người có sở thích uống máu rừng. Nhiều năm gần đây, xung quanh khu vực vườn quốc gia Tam Đảo mọc lên rất nhiều xưởng chế biến gỗ. Khu xưởng của người đàn ông này có tiếng trong giới làm mộc ở đây vì có nhiều mối quen, thường xuyên gom được hàng từ lâm tặc. Ba khu gỗ này được giới thiệu là lim ta, tức là lim ở Đại Đình, Tam Đảo, vừa được chuyển về, ném ngay trong vườn chờ xẻ. Mới bị cắt hạ nên những thối gỗ vẫn còn tươi óng. Để thêm yên tâm, ông chủ đây tạm bằng tấm bạt. Những cái vùng đất mình này lim muốn tốt đẹp nhất. Vùng đất mình không lim có gì đẹp. Để khẳng định số lim có xuất xứ tại Đại Đình, ông chủ còn bao thử một tấm cho khách xem, quảng cáo chất lượng. Nếu mà không muốn mang đi đâu thì không định được. Ở một kho cách xưởng chưa đầy một cây số, đây là nơi cất giấu hơn 3 khối gỗ lim đã được xẻ sẵn, chờ lắp ráp cửa với độ dày 5 phần mỗi tấm. Ông chủ cho biết lô gỗ lim này có trị giá hơn 200 triệu đồng. Nhà mà làm bằng gỗ này súng bắn không thủng đâu. Phải đang cần tiền đấy. Giải quyết luôn thì nhanh gọn. Nghề buôn bán gỗ quý trái phép hái ra tiền nên ông chủ xưởng gỗ này thuê cả 5-6 công nhân làm việc. Công việc hàng ngày là cưa xẻ gỗ, đóng đồ nội thất và chở hàng đi tiêu thụ. Chiều ngày 5 tháng 1, sau khi đi giao một chiếc kệ lim cho khách, ông chủ tiếp tục đánh xe đưa số gỗ lim này xuống một xưởng chuyên gia công sàn gỗ ở chân cầu Đông Trù, huyện Đông Anh để đánh bóng. Toàn bộ lim đã được cắt sẵn thành từng tấm để làm gỗ lát sàn nhà với khối lượng lên đến hơn 3 khối như thế này. Không biết đã có bao nhiêu cây lim rừng bị đốn hạ. Đang Đại Đình nhé. Đại Đình. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, cả chục công nhân mới hì hục xuống hàng xong. Vì là gỗ quý được mệnh danh là sắt nguội ở núi rừng Tam Đảo, nên chế biến hay đánh bóng lim Đại Đình thực sự là nỗi sợ của chính những thợ gỗ làm việc tại xưởng. Đi về đi Tam Đảo nó gần như mẹ nó là lim xanh mà nó vân nhiều. Đây hạt chơi, nhiều trẻ không xong sơn xong. Ở Tam Đảo hiện không khó để tìm ra những đầu nậu chuyên tập kết và cung cấp gỗ quý. Trong nhà kho của hai thanh niên này cũng giấu đầy gỗ lim đã được xẻ thành từng ván chờ đóng tủ. Cứ đặt tiền sẽ có hàng, muốn lim hay xến, loại nào cũng có. Đường đi bảo lãnh cho anh từ đây vào tận nhà anh luôn. Bảo lãnh từ đây vào nhà luôn. Không ảnh hưởng cái gì cả, nếu không em ngồi xe vào tận nhà anh luôn. Hiện 1 mét khối gỗ thô, loại lim hay xến đang được các đầu nậu buôn gỗ trái phép trên địa bàn huyện Tam Đảo giao bán với giá từ 30 đến 40 triệu đồng. Giá tiền khá cao nên chủ yếu gỗ quý được giới có tiền săn tìm. Thú chơi gỗ quý của nhiều người đang tiếp tay cho những tên lâm tặc tàn phá vườn quốc gia không thương tiếc. Bởi mỗi một bộ bàn ghế, ván sàn từ gỗ quý được mua bán như thế này cũng đồng nghĩa sẽ có nhiều cây rừng phải nằm xuống mà phải mất hàng trăm năm sau mới có được.